Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 6 ha. Thì cái địa chỉ cửa hàng á, bạn nào mà không biết á thì các bạn có thể lên trên bản đồ Google Maps. Các bạn nhấn là Suzuki 3S Giáp Bình Dương, đó là cái hệ thống chi nhánh số 6 ha. Thì các bạn sẽ thấy được cái cửa hàng cũng như là bản đồ nó sẽ chỉ với các bạn cái đường đi luôn. Thì hôm nay mình đang ngồi, các bạn thấy không? Ngồi chung với những chiếc Vision nè. Thì những chiếc Vision này á, hôm nay mình sẽ báo giá cho các bạn, cũng như là cho các bạn biết về cái lịch sử của hàng Vision, bao năm nay nó đã có những cái thay đổi như thế nào. Thêm một cái điều nữa là mình sẽ chốt cái ngày ra mắt, không phải chốt cái ngày mà chốt cái tháng ha, cái tháng ra mắt. Thì đã có thông tin để cho cái chiếc Vision năm 2021 sẽ ra mắt rồi. Đây là cái tin vui cho mọi người ha. Thì các bạn hãy theo dõi đến cuối video clip để biết cái vấn đề đó ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái Vision cũng như báo giá cho các bạn biết nha. Đây thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ báo giá cho các bạn trước. Thì giá của Vision hiện tại nó đang có mức giá khá là tốt, tại vì hiện tại giá của nó đang giảm xuống từ từ để khi mà để cho nó bán hết cái tồn ha bạn, bán hết cái tồn kho, bắt đầu là sẽ ra mắt cái xe Vision mới, Vision đời mới. Thì khi mà ra mắt xe Vision đời mới thì có thể là giá nó sẽ hơi cao hơn những chiếc xe này. Thì có thể một số nhu cầu của mọi người á, những ai mà mong đợi Vision 2021 á thì người ta sẽ mua. Thứ hai nữa là nếu mà thấy giá cao quá mà không thay đổi nhiều á thì người ta sẽ quay lại mua chiếc phiên bản cũ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá cho mọi người biết ha. Thì Vision hiện tại á, tiêu chuẩn mà khóa thường á thì sẽ có mức giá là 31 triệu đồng. Còn cao cấp màu trắng, màu xanh, màu đen thì có mức giá là 33 triệu 800. Cao cấp màu đỏ thì có mức giá là 34 triệu 300. Còn đặc biệt, phiên bản đặc biệt á, màu đen xám và màu trắng đen thì có mức giá là 34 triệu 800. Riêng những cái phiên bản màu mà các bạn muốn lên độ màu vàng, màu xanh, màu tím, màu hồng gì đó thì cái đó là phiên bản màu độ ha các bạn. Phiên bản màu độ chứ không phải màu zin của xe. Thì cái phiên bản đó các bạn cộng thêm cho mình khoảng 2 triệu rưỡi tiền sơn xe nữa. Có nghĩa là cái giá xe là nãy mình nêu cho các bạn ha, cộng thêm 2 triệu rưỡi nữa thì nó sẽ ra được cái phiên bản màu độ nha. Còn bạn nào á, cái giá mình báo cho các bạn á đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn bạn nào á mà muốn biết giá ra biển bao nhiêu á thì các bạn vui lòng bình luận phía bên dưới cho mình. Chính xác tỉnh thì trong cái tỉnh á có rất là nhiều huyện, thị xã, thì các bạn phải báo cho mình biết luôn là huyện nào, thị xã nào. Tại vì mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi thị xã nó sẽ có mức giá ra biển khác nhau. Đó nên các bạn đừng hỏi mình là, đa số các bạn cứ bình luận như mình hỏi là giá lăn bánh bao nhiêu mà không cho mình biết huyện nào, tỉnh nào, thị xã nào thì mình không thể nào tính được hết các bạn, không thể nào tính được. Nên các bạn chú ý giúp mình vấn đề này ha. Đó. Và khi mà mình báo giá cho các bạn á là giá bao gồm thuế VAT rồi cộng thêm cái biển số ra biển nó bao nhiêu, ví dụ như là xe nó, ví dụ là xe mà 34 triệu 800 mà cộng thêm giá ra biển khoảng 2 triệu mấy 3 triệu nữa thì đó là tổng thể mình đã làm giấy tờ hồ sơ này đó các bạn luôn. Các bạn chỉ có việc mua xe với cái giá ra biển đó thì bên mình sẽ làm biển số xe cho các bạn, giấy tờ xe cho các bạn ha. Còn bạn nào á, mà tự làm biển số, tự ra giấy tờ á, thì mình chỉ mua chiếc xe với cái mức giá là 34 triệu 800 thôi. Đó là xe bao nhiêu thì mình chỉ mua với mức giá bao nhiêu thôi, không cộng thêm giá ra biển. Nên các bạn chú ý vấn đề này giùm mình ha. Có nhiều bạn hỏi mình á là sao mà bên mình ra biển 10 tới 15 ngày lâu thế à? Xe không có hồ sơ liền hả? Không có biển số liền, không có giấy tờ liền à? Thì mình giải thích cho các bạn hiểu á là hồ sơ, giấy tờ, biển số thì mặc định cửa hàng nào làm cũng phải trung bình là từ 10 tới 15 ngày. Ví dụ như mình nói 10 đến 15 ngày là kéo dài là hơi bị lâu quá ha. Nói sơ cua thôi, chứ mà thực chất á, khi mà mình mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương mà mình làm biển số ở Bình Dương á thì mình làm chỉ có khoảng 5 ngày là mình đã có biển số rồi. Còn giấy tờ mình 10 ngày là mình đã có giấy tờ rồi ha. Đó. Chứ không có giấy tờ liền ha các bạn. Bạn nào mà không biết vấn đề này thì chú ý vấn đề cho mình ha. Có một số cửa hàng khác các bạn làm giấy tờ hồ sơ biển số này cho các bạn á tới nửa tháng, một tháng, hai tháng luôn cũng có luôn. Đó, mà đặc biệt bên cửa hàng Honda Giáp Bình Dương là làm cho các bạn giấy tờ rất là nhanh, rất là ok luôn. Nên các bạn yên tâm về vấn đề giấy tờ cũng như là biển số ha. Rồi. Thì mình đã giải đáp thắc mắc một số điều mà mấy bạn thắc mắc rồi đó. Bây giờ mình qua cái phần mà Vision lịch sử của nó ra đời từ khi nào. Thì cái cột mốc á, Vision nó ra đời các bạn cũng mới biết rồi, từ năm 2011 nó rất là xấu luôn đúng không? Cái thời điểm đó là phải nói là nó chưa có được hot, nó hơi bị thô kệch, hơi bị xấu. Tháng 9 năm 2011 đã ra mắt nè, các bạn chú ý những cục mốc mà mình nói ha.
Tiếp theo là tháng 11 năm 2012, nó cũng được ra mắt một phiên bản một lần nữa cải tiến thêm. Đó. Xong qua tháng 4 năm 2013 thì nó lại ra một phiên bản mới, nó mang cái hệ thống kiểm soát hơi xăng Evabo ha. Lên tới năm 2014 thì động cơ của nó lại được nâng cấp thành động cơ ESP, chưa được ESP lớn ha, chỉ là ESP thôi. Đó, thì từ bắt đầu từ năm 2015 tới năm 2020 tới hiện tại luôn, gần hết năm 2020 rồi, nó chỉ không thay đổi gì hết, ngoài việc là nó chỉ có thêm màu mới, cũng như là thay đổi thêm một cái là có ổ khóa xịt mắt cây. Đó, như đó thôi, chứ không có thay đổi gì trơn á. Có thể là do là cái dòng xe này vẫn còn đang hot trong lòng các chị em, nên là Honda Việt Nam chưa có ra mắt những cái dòng sản phẩm mới cho Honda Vision. Nhưng mà sắp tới đây vào tháng 11 thì sẽ ra mắt ha các bạn, sẽ cho ra mắt của Honda Vision. Đó, các bạn nắm thông tin này ha. Honda Vision á, từ thời điểm mà 5 năm của nó giữ vững trong lòng của người tiêu dùng á, thì nó cho ra mắt rất là nhiều màu sắc. Đó, hợp phong thủy cũng có nè, thời trang cũng có luôn, màu độ cho các bạn tuổi teen cũng có luôn. Nó hợp với tất cả các chị em phụ nữ theo từng độ tuổi đều có hết ha. Từng độ tuổi đều có hết. Thì các bạn có thể thấy được đó là Vision nó đang đánh vào tâm lý của người tiêu dùng rất là hay về cái vấn đề mà màu sắc phong thủy, cũng như là kiểu dáng của nó khá là đẹp. Động cơ của nó ha các bạn, nó động cơ của nó đi rất là êm ha, êm ái luôn. Phải nói là nó hơn thằng Janus rất là nhiều. Nhiều bạn phân vân giữa Vision với Janus, nhưng mà nói với các bạn nghe ha, cái độ bốc của nó các bạn đi cực kỳ bốc luôn, hơn Janus rất là nhiều luôn. Janus mình nói với bạn là đi một khoảng thời gian là các bạn bảo đảm máy móc các bạn xuống rất là nhanh, nhưng mà Vision á, các bạn đi càng lâu nó càng bốc nha. Đấy, do là cái cụm bánh lửa của nó rất là xịn sò luôn. Đó, Vision phải nói là đối với dòng xe mà của phụ nữ thì thấy nói là rất là ok rồi. Nó là chiếc xe mà phải nói là bán được nhiều nhất trong những năm qua của Honda Việt Nam, hơn cả Grand Pha luôn, Honda Vision đó. Đấy, thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì không phải nói là nó là không tiêu, nó tiêu hao nhiên liệu mà thấp, mà cũng không nói là nó quá tiêu hao nhiên liệu, nhưng mà đủ để những người mà làm có mức lương thu nhập thấp á, đủ để chi trả cho cái việc mà di chuyển xe với mức tiêu hao nhiên liệu là 1,87 lít trên 100 km. Đó. Rồi thì cuối cùng ha, mình sẽ nói với các bạn, hồi nãy mình đã nói rồi, giữa tháng hoặc là cuối tháng 11 này nó sẽ cho ra mắt Honda Vision, không phải là cuối năm hay là đầu năm sau nữa các bạn, giữa năm 2011 hoặc là giữa tháng 11 hoặc là cuối tháng 11 sẽ cho ra mắt Honda Vision. Thì cái dòng Honda Vision á, mình mong là hệ thống đèn LED sẽ được trang bị trên chiếc Honda Vision. Em biết sao? Hiện tại là chiếc Wear RX nó ra, nó đã được sử dụng bóng đèn LED rồi, thì mình chắc chắn với các bạn Honda Vision lần này ra sẽ sử dụng bóng đèn LED luôn, và sẽ được tối ưu hơn, sáng hơn. Đó. Thứ hai nữa là công tắc đèn được loại bỏ ha. Và mình nghĩ là nó sẽ có hai phiên bản là vẫn giữ vững 110 phân khói và 125 phân khói, cho hai phiên bản cho mọi người lựa chọn được ha, có thể lựa chọn được. Và nếu mà 125 phân khói thì các bạn sẽ xác định được là mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ cao hơn và giá thành nó cũng sẽ cao hơn. Có thể nói là khi mà Vision 2021 ra với 125 phân khói và những cải tiến trên chiếc xe thì có thể là nó sẽ, giá thành nó sẽ không gọi là chiếc xe tay ga quốc dân nữa, nó không có được rẻ như bây giờ nữa ha các bạn. Nên là bạn nào mà mong muốn mua một chiếc xe sử dụng để đi làm, đi chơi mà với mức tiền rẻ thì mình mua Vision hiện tại, giá thời điểm đang rất là tốt ha. Còn nếu như mà các bạn đợi chờ dòng xe Vision 2021 á, thì các bạn có thể tiếp tục đợi, có thể là giá tiền nó sẽ thay đổi các bạn, giá tiền thay đổi nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu, nhỉnh hơn, và mức tiêu hao nhiên liệu cũng sẽ nhỉnh hơn đó. Và không có công tắc đèn ha, không có công tắc đèn, các bạn có thể chú ý vấn đề đó để mình có thể lựa chọn ha. Rồi thì mình cập nhật cho các bạn xong một số vấn đề, thứ nhất là giá, thứ hai là lịch sử ra đời và những sự thay đổi dần dần của thằng Honda Vision. Và đã 5 năm trôi qua nó đã không có sự thay đổi gì hết, thì năm 2021 này nó sẽ thay đổi một cách ngoạn mục, để xem thử là khi nó thay đổi á, thì mọi người có thể thấy là nó có ăn khách được bằng với cái Vision đời này 5 năm nay không, từ 2015 tới 2020 ha. Còn vấn đề trả góp á, thì các bạn vui lòng nhấn dưới video này có số điện thoại của bạn Trâm Ngân Hàng Zack, thì các bạn nhấn dưới đó, các bạn liên hệ bạn Trâm, nhắn tin Zalo cũng được, hỏi vấn đề trả góp ha. Tại vì bên tài chính họ sẽ tính cái giá trả góp cho các bạn chính xác hơn là mình ha. Mình thì không nắm về vấn đề trả góp nhiều như là bên tài chính, nên là các bạn nên hỏi bạn Trâm cho chính xác nha.
Rồi thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình ha. Mong là các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Và đừng quên, bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để khi mà mình ra video nào thì các bạn có thể cập nhật được tin tức nè, giá xe nè và chương trình khuyến mãi của những dòng xe mà các bạn mong muốn mua đó. Thì để mình khi mình đi mua xe các bạn, mình sẽ không bị mất quyền lợi ha, không bị mất quyền lợi cũng như là phần quà của mình đó. Và mình quên nữa, nhắc các bạn một lần nữa là khi mà các bạn mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương á, ngoài cái bộ quà tặng 1,2 triệu thì các bạn còn được tặng thêm một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng 3 tháng một lần. Và chỉ riêng đặc biệt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương mới có chương trình bốc thăm trúng thưởng đó. Và giải đặc biệt là một chiếc Wenfa ha, chỉ riêng cửa hàng Honda Giáp Bình Dương mới có chương trình bốc thăm trúng thưởng đó thôi. Những cửa hàng khác thì sẽ không có nha các bạn. Đó. Giải nhất thì là một TV 50 inch nữa. Đó, thì các bạn nào mà muốn mình là một trong những khách hàng trúng thưởng đó thì hãy lại Honda Giáp Bình Dương để mình mua xe nha. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Chúc các bạn có một buổi tối xem video là vui vẻ. Bye bye các bạn.